Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Phát tâm xin gửi lời chào các gái đến tất cả khán giả của Lido Saigon TV. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp trong ngày được phát hình live trên làn sóng 56.10. cũng như là trên website littlesaigontv.com và youtube Little Sài TV Official. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2022. Như thường lệ, chương trình tin tức cũng bao gồm tin Việt Nam, tin Thế giới và tin Hoa Kỳ. Mở đầu sẽ là phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Người kêu gọi lập đảng Việt Nam thịnh vượng Mỹ phản đối quy định bắt lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam. Cựu thứ trưởng y tế đã bị truy tố vụ gây thiệt hại 3,8 triệu Mỹ kim. Sau đây kính mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam, người kêu gọi lập Đảng Việt Nam thịnh vượng là anh Phan Sơn Tùng, 38 tuổi. Ngụ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an Hà Nội khởi tố bắt giam với cáo buộc là làm tăng trữ phát tán hoặc là tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước. Vào hôm 9 tháng 9, ông Phan Sơn Tùng là chủ của hai kênh TV trên YouTube là Sơn Tùng TV và Vì Việt Nam Thịnh Vượng đã bị một số blog thân chính phủ chỉ trích là đưa tin sai lệch, bóp méo về chính trị của Việt Nam kênh vì Việt Nam thịnh vượng đã có hơn 81.000 người đăng ký, nhưng trước khi ông Tùng bị bắt một ngày thì đã không còn video nào được hiển thị trên kênh YouTube này. Vào tháng 8 thì Phan Sơn Tùng đã tuyên bố rộng rãi trên kênh YouTube và Facebook của mình rằng ông sẽ lập Đảng Việt Nam thịnh vượng. Hai người bị bắt trong cùng khoảng thời gian này với ông Tùng là nhà giáo đặng Đăng Phước ở Đắk Lắk và nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm ở Đà Nẵng. Tính từ đầu năm cho đến nay thì có hơn chục người đã bị bắt với cáo buộc vừa nêu trên. Tiếp theo, doanh nghiệp Mỹ đã phản đối quy định mới bắt lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Mỹ vừa gửi một bức thư tới Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính để phản đối quy định mới bắt các hãng công nghệ phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam. Bức thư đã được phòng thương mại Mỹ, phòng thương mại Mỹ tại Việt Nam Cùng với Liên minh Internet châu Á đại diện cho các hãng công nghệ lớn, bao gồm Google, Meta và Amazon đã gửi vào ngày 9 tháng 9. Theo bức thư, nghĩa vụ áp đặt đối với các hãng công nghệ trong quy định mới là một gánh nặng rất lớn đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng và có thể gây tác động đáng kể lên môi trường đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam. Trong thư này, các doanh nghiệp Mỹ cũng chỉ ra rằng câu chữ trong một số điều của quy định mới mù mờ và tạo ra sự không chắc chắn liên quan đến các hành động đáp ứng khi cần thiết. Vào hôm 15 tháng 8 vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định mới, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Theo đó, thì các hãng công nghệ, cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu và các hãng truyền thông phải có nghĩa vụ dữ liệu người sử dụng, phải lưu tại Việt Nam trong ít nhất là trong vòng 24 tháng các hãng nước ngoài có 12 tháng để lập kho lưu trữ dữ liệu địa phương và băng phòng đại diện sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ Công an. Cơ quan chức năng có quyền đưa ra yêu cầu thu thập dữ liệu để phục vụ công tác điều tra và yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phải xóa nội dung bị cho là vi phạm đường lối, chính sách của chính phủ. Và một thông tin khác cho hay, Cựu thứ trưởng Y tế bị truy tố vụ gây thiệt hại 3,8 triệu Mỹ kim. Vào hôm 9 tháng 9, nghĩa là hôm nay, cựu thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang bị viện cảnh kiểm sát tối cao truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án liên quan thuốc chữa trị cúm gia cầm H5N1 xảy ra tại Bộ Y tế, công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan. Viện kiểm sát cho rằng Ông Cao Minh Quang đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để cho công ty CB Dược phẩm Củ Long biển thủ hơn 3,8 triệu mỹ kim tiền giảm giá mua nguyên liệu, gây thiệt hại cho nhà nước. Theo kết luận điều tra, cựu thứ trưởng y tế Cao Minh Quang hồi năm 2005 khi xảy ra dịch cúm da cầm H5N1 đã được giao nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir có trách nhiệm kiểm tra các vấn đề liên quan theo phân công của Bộ Y tế. Vào hồi tháng 3 vừa qua, cựu Thứ trưởng Y tế Việt Nam là ông Cao Minh Quang đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ thổi giá kit test COVID-19 của công ty Việt Á. Tiếp theo phần tin Việt Nam, Hoa hậu Thùy Tiên, Thúy Hằng không liên quan đường dây bán dâm Cục Cảnh sát Hình sự đã khẳng định Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nông Thí Hằng không liên quan đến hai tên viết tắt là TT T, -T, -N -T -H. trong đường dây mại dâm có một số người đẹp là Hoa hậu Á hậu trong giới showbiz tham gia vừa bị triệt phá. Liên quan đường dây mua giới mại dâm có một số người đẹp trong giới showbiz tham gia với giá lên tới 15.000 Mỹ Kim vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an triệt phá. Hiện nay thì dư luận đang xôn xao bàn tán, đồn đoán về danh tính của hai người đẹp có tên viết tắt là TT và TH đang khá nổi trong giới showbiz, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu đã bị bắt vì hành vi bán dâm. Đáng chú ý là nhiều người đẹp có tên bắt đầu bằng các chữ cái như là TH và TT đã bị dân mạng réo tên vào ồn ào này. Trong đó có hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đạt vương miện Hoa hậu của Miss Grand International 2021, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là Nông Thủy Hằng cũng bị một số tài khoản mạng xã hội nhắc đến. Tuổi trẻ online đã dẫn lời cục đại diện cảnh sát hình sự khẳng định là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nông Thúy Hằng không liên quan đến hai cái tên viết tắt trên và đường dây bán nhầm này và thông tin cuối trong phần tin Việt Nam. Hai người Trung Quốc trộm két sắt trong biệt thự. Tòa án Đà Nẵng vừa tuyên phạt Wang Bai Joan, 39 tuổi, án 14 năm 6 tháng tù. Chen Xiao Lei, 28 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc, 13 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Cáo trạng cho biết, vào năm 2019, Wang đã từ Trung Quốc đến Đà Nẵng kiếm việc làm và quen với Chen Thời điểm này, Chen đang làm đồ bếp cho ông Chen Ji, 43 tuổi, cũng là người Trung Quốc, tại một biệt thự ở quận Ngũ Hành Sơn. Vào hôm 15 tháng 7, 2021, đã lợi dụng lúc ông bà Chen Ji ra khỏi nhà, quan và Chen đã đột nhập vào phòng ngủ ở tầng 2 và lấy trộm một két sắt đem giấu vào phòng kho ở tầng 1. Hai ngày sau thì cả hai đã mang két sắt đến bãi đất trống ven sông để cậy ra và lấy được tổng tài sản chứa trong két sắt là vào khoảng 56.000 Mỹ Kim. Tiếp theo, xin mời quý vị theo dõi tin thế giới. Mở đầu, Ukraine tuyên bố đã lấy lại hàng chục vùng bị Nga chiếm đóng. Ukraine hôm nay đã tung ra một cuộc phản công chấp nhoáng mà nước này cho là đã chiếm lại các vùng lãnh thổ của mình ở phía đông và phía nam. Khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến thăm để cam kết viện trợ thêm nữa, Tổng thống Zelensky cho biết qua mạng video rằng lực lượng của Kiev đã giải phóng hàng chục khu định cư và giành lại 1.000 cây số vuông lãnh thổ phía đông và nam kể từ ngày 1 tháng 9. Trước đó, thì chuẩn tướng Ukraine là ông Oleksiy Romov đã cho biết quân đội đã tiến tới 50 cây số hay là 30 dặm phía sau phòng tuyến của Nga và tái chiếm hơn 20 ngôi làng ở khu vực Kharkiv. Cuộc phản công bất ngờ trong tuần này ở khu vực Kharkiv đã chứng kiến các lực lượng Ukraine thực hiện một cuộc tấn công đột ngột và sâu vào phía sau phòng tuyến của Nga. Quân đội Ukraine trong nhiều tuần đã nói về một cuộc phản công lớn ở phía nam xung quanh Kherson. Các nhà phân tích quân sự phương Tây thì tin rằng Nga có thể đã để lộ diện ở các khu vực khác khi họ gấp rút tăng viện cho miền Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã công bố khoản tài trợ quân sự nước ngoài mới, khoảng 2,2 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine và 18 quốc gia khác có nguy cơ bị Nga xâm lược trong tương lai. Khoảng 1 tỷ Mỹ Kim sẽ được chuyển đến Ukraine. Hoa Kỳ cũng công bố một khoản vũ khí riêng trị giá 675 triệu Mỹ Kim cho nước này. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào sáng thứ Năm đã báo cáo rằng các lực lượng Ukraine đã đánh bại cuộc tấn công của Nga ở nhiều nơi trên chiến tuyến của khu vực Donetsk trong một ngày qua. Và tiếp theo, Nga tiếp tục tấn công quân đội Ukraine ở mặt trận phía nam. Các lực lượng Nga tiếp tục tấn công quân đội Ukraine đang hoạt động ở mặt trận phía nam từ Nikolaev đến Rivne vào hôm thứ tư. Trong khi Tổng thống Zelensky thì nói rằng lực lượng Ukraine có lợi thế ở gần Kharkiv, ở phía đông bắc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Kandeshenkov thì cho biết trong cuộc họp giao ban hàng ngày rằng các lực lượng Ukraine đã không thực hiện bất kỳ hành động tấn công nào theo hướng Nikolayev đến Rividri trong 24 giờ qua do tổn thất nặng nề giữa các binh sĩ tấn công. Các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh của lực lượng Nga tiếp tục tấn công quân đội Ukraine và các đơn vị dự bị trong khu vực. Quân đội Ukraine đã mất gần 20 phương tiện chiến đấu trên mặt trận này, và quân đội Nga thì cũng phá hủy các mục tiêu quân sự như là kho đạn đạo, hệ thống phóng hỏa tiễn, đất đối không, bớt M1 và radar ở mặt trận phía nam. Tại khu vực Konstantinovka, lực lượng Nga đã bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-25 của quân không quân Ukraine. Tại các tỉnh Kherson và Kharkov, quân đội Nga đã đánh chặn hơn 10 quả rocket do hệ thống hỏa tiễn cơ động cao HIMARS của Hoa Kỳ. Tiếp theo phần tin thế giới, Ukraine đã tấn công hơn 400 mục tiêu của Nga với vũ khí do Mỹ cung cấp. Vào hôm thứ Năm, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết quân đội Ukraine đang sử dụng vũ khí hiện đại của phương Tây để tấn công hàng trăm mục tiêu của Nga bằng hệ thống hỏa tiễn tầm trung HIMARS do Mỹ cung cấp. Tướng Milley đã nói với các phóng viên sau cuộc họp với hàng chục bộ trưởng quốc phòng rằng, chúng tôi đang thấy những lợi ích thực tế và có thể đo lường được từ Ukraine trong việc sử dụng các hệ thống này. Các bộ trưởng đã gặp nhau tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức để thảo luận về cách hỗ trợ Kiev bằng viện trợ quân sự trong thời gian dài, vì cuộc xung đột kéo dài 6 tháng đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng và khiến các thành phố của Ukraine trở thành đống đổ nát, đã trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao chủ yếu là ở miền đông và miền nam của Ukraine. Trước đây thì tổng thống Joe Biden đã phê duyệt gói vũ khí bổ sung trị giá 675 triệu Mỹ kim cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói trong cuộc họp. Gói mới nhất của Hoa Kỳ bao gồm nhiều đạn dược, xe tăng và hệ thống chống tăng. Washington đã cung cấp hơn 10 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Zelensky, kể từ khi quân đội Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Vẫn là tin liên quan đến Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã đến Ukraine và tuyên bố gói viện trợ mới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến thăm thành phố Opin vào thứ năm, một thành phố ngay bên ngoài thủ đô Kiev nơi diễn ra giao tranh ác liệt khi các lực lượng Ukraine đã chống lại nỗ lực bao vây thủ đô của Nga. Ngoại trưởng Anthony Blinken đứng trước tòa nhà chung cư bị hư hại và tuyên bố rằng: Hãy nhìn tất cả những tòa nhà này hư hại và đến từ sự chủ ý. Chuyến thăm thứ hai của ngoại trưởng Blinken đến thủ đô Ukraine kể từ cuộc xâm lược hồi tháng 2 của Nga diễn ra khi Ukraine báo cáo tiến độ trong nỗ lực chiếm lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ, gần thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv. Ông Blinken cũng đã gặp bộ trưởng ngoại giao Metro Kuleba và đến thăm một bệnh viện nhi, nơi ông đã gặp một đứa trẻ bị thương trong các cuộc bắn phá của Nga. Ông Antony Blinken đã công bố một gói tài trợ quân sự nước ngoài mới trị giá 2,2 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine và 18 quốc gia khác được coi là có nguy cơ bị Nga xâm lược trong tương lai. Một phiên chức trước đó đã cho biết gói này sẽ trị giá 2 tỷ Mỹ Kim. Tiếp theo phần tin thế giới, Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản. Ngân hàng Trung ương châu Âu gọi tắt là ECB vào hôm thứ Năm hôm qua đã tăng lãi suất cơ bản lên 7, 15 điểm cơ bản. Lần tăng thứ hai như vậy sau khi tăng nửa chấm phần trăm vào tháng 7, có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9. Lãi suất đối với các hoạt động tái cấp vốn chính, cơ sở cho vay và cơ sở tiền gửi sẽ lần lượt là 1,25%, 1,5% và 0,75%. ECB cũng cho biết khi kết thúc cuộc họp của Hội đồng Thống đốc mức tăng lãi suất lớn hơn dự kiến đã phản ảnh mối lo ngại ngày càng tăng của ngân hàng về lạm phát gia tăng trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Bà Christine Lagarde, chủ tịch của ECB, đã cho biết trong cuộc họp báo tại Frankfurt, Đức rằng ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất hơn nữa khi lạm phát vẫn ở mức quá cao và có khả năng duy trì trên mục tiêu trong một thời gian dài. Lagarde cũng đã giải thích rằng chính sách tiền tệ của ECB sẽ được điều chỉnh theo những thay đổi trong dữ liệu kinh tế. Theo Ngân hàng Trung ương, dữ liệu gần đây cho thấy sự chậm lại đáng kể trong tăng trưởng kinh tế trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Dự kiến sẽ có sự đình trệ trong thời gian còn lại của năm nay và trong quý đầu tiên của năm 2023. Thưa quý vị, Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam cũng như là tin thế giới. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV thanh tâm sẽ trở lại với phần tin hoa kỳ